Cảm ơn các bạn đã đến với kênh ẩm thực của Yahoo Food. Thank you for your watching Yahoo Food Channel. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ nấu chè đậu xanh bột khoai các bạn. Thành phần nguyên liệu chúng ta gồm có, cái đây mình sẽ có nửa ký đậu xanh này. Đậu xanh có thể mình mua nguyên hạt, còn đây là mình mua cái loại nửa hạt này các bạn. Mình sẽ có 100g bột khoai. Để cho ăn ngon và mát hơn, cái đây mình sẽ có 100g phô tai. Vừa ra mình đây mình sẽ có lá dứa. Và khi nấu chè phải có một chút muối các bạn. Một chút muối sẽ làm cho chè của chúng ta sẽ ngon thanh hơn. Và cái đây mình sẽ sử dụng là đường, đường cát. Các bạn có thể sử dụng đường phèn cũng sẽ rất là ngon các bạn. Đầu tiên là mình sẽ cho nước vào bịch ngâm đậu xanh. Tiếp theo mình sẽ cho nước vào mình ngâm bột khoai và phô tai các bạn. Các bạn lưu ý đậu xanh là mình sẽ ngâm khoảng 2 tiếng. Bột khoai và phô tai mình sẽ ngâm 2 tiếng các bạn. Đậu xanh sau khi mình ngâm 2 tiếng rồi các bạn, bây giờ mình bắt đầu mình rửa. Để hầm cho nhanh các bạn, mình sẽ nấu bằng nồi cơm điện. Đầu tiên mình sẽ cho đậu xanh vào hết. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây là 2 lít nước. Lá dứa ở đây mình sẽ cho một bó lá dứa các bạn. Các bạn nhìn đậu xanh đã nở rồi các bạn, nhìn rất là ngon. Bây giờ mình sẽ vớt bọt ra các bạn. Các bạn nhìn rồi, rất là ngon. Công đoạn tiếp theo mình sẽ cho toàn bộ bột khoai vào các bạn. Bột khoai bởi vì mình đã ngâm 2 tiếng đồng hồ rồi các bạn, nên trong quá trình chúng ta nấu thì chúng ta chỉ cần nấu khoảng 5 phút là bột khoai đã mềm rồi. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối. Mục tiêu mình sẽ cho muối vào á để cho cái nồi chè của mình nó sẽ ngọt đậm đà hơn các bạn. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây là 10 muỗng canh đường. Mình sẽ vớt cái phần lá dứa ra các bạn. Bột khoai đã nở rồi các bạn. Đó, nhìn rất là ngon. Các bạn nấu thường xuyên khuấy lên các bạn, để cho nó không có bị xích ở dưới đít. Bột khoai nhìn trong rồi các bạn. Các bạn nấu làm sao bột khoai nhìn nó trong là nó chín rồi nghe các bạn. Còn đây là phần phô tai sau khi mình đã ngâm nước này nữa các bạn. Rồi trong quá trình chúng ta ăn là chúng ta sẽ múc ra chén và chúng ta sẽ cho phô tai và chúng ta sẽ cho đá và ăn rất là ngon các bạn. Clip của mình ở đây là hết rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Nếu các bạn yêu thích kênh của mình, hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chào các bạn.